Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tường học .cc. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 24.7 giải bài tập GS20 tìm số hoàn hảo trong phạm vi từ 1 cho đến 1000. Các bạn mở vết code, tạo thư mục bài mới bài 24.7, tạo file index và file main.js, link file main.js vào trong file index. Chúng ta sẽ code trong file main. Bài tập 20 yêu cầu tìm tất cả những số hoàn thiện hay là số hoàn hảo nằm trong phạm vi từ 1 đến 1000. Số hoàn hảo là số có tổng các ước thực của chính nó, không bao gồm chính nó thì bằng bằng chính nó. Ví dụ này, 6 chia cho 1, 6 chia hết cho 2, 6 chia hết cho 3. Thì tức là 1, 2, 3 đều là ước của 6. Đúng không? Và tổng 1 cộng 2 cộng 3 thì bằng 6. Các bạn lưu ý là 6 cũng chia cho 6 và 6 cũng chính là ước của 6. Nhưng mà khái niệm là chúng ta gì? Cộng tổng nhưng mà không bao gồm chính nó. Đúng không? Chứ còn nếu các bạn cộng với 6 thì tất nhiên là nó không thể bằng 6 được nữa rồi. Thì những cái số như thế này thì người ta gọi là số hoàn hảo. Và nhiệm vụ là chúng ta phải tìm từ 1 đến 1.000 có bao nhiêu số như thế này. Để các bạn dễ hình dung hơn, chúng ta sẽ chia thành hai bài toán nhỏ như sau. Bây giờ đưa cho các bạn một số, chúng ta phải biết được số đó có phải hoàn hảo hay không đã. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ ghép vào bài toán lớn hơn và cho n chạy từ 1 đến 1000 và chạy từng giá trị 1, 1, 2, 3 vân vân đến 1000. Chúng ta lại kiểm tra từng giá trị đó có khớp với điều kiện là số hoàn hảo hay không. Nếu khớp thì chúng ta sẽ in ra giá trị, còn không khớp thì thôi, đúng không? Thì cái việc đầu tiên này là kiểm tra xem một giá trị bất kỳ có phải hoàn hảo hay không. Ví dụ, let n bằng 6. Đói, số 6 này có phải hoàn hảo hay không thì làm nào phải tìm ước của nó đúng không for này let ước thì chạy từ một let y bằng một cho đến y nhỏ hơn n tại sao nhỏ hơn n bởi vì là số hoàn hảo thì là tổng các ước thực và không bao gồm chính nó cho nên chúng ta chỉ cần chạy đến nhỏ hơn n thôi đúng không mỗi lần lập thì tăng biến y lên một y cộng cộng và thực hiện khối lệnh của for bạn dùng là console log để in ra y lưu lại này go lại like để xem chuột phải chọn kiểm tra này console số giá trị in ra sẽ là một hai ba bốn năm bởi vì đơn giản chúng ta đang chạy y từ một cho đến y nhỏ hơn n bây giờ chúng ta phải kiểm tra thêm những giá trị y này giá trị nào sẽ là ước của n để kiểm tra dùng dùng if nếu như mà n chia cho y lấy dư mà thực sự bằng không tức là n chia cho y đúng không thì lúc này chúng ta xuất giá trị của y ra con số lốc vào tròn Ê, lưu lại. Bình luận đoạn này lại đi. Đó. Thay vì chúng ta xuất 1 và 4 5, xuất hết thì bây giờ chỉ những giá trị nào mà n chia cho y dư 0 thì mới xuất thôi. Kết quả chúng ta được là 1 2 3, bởi vì 6 chia cho 1 dư 0, thỏa mãn cho nên là xuất y. 6 chia cho 2 dư 0. 6 chia cho 3 dư 0. Hay nói cách khác là 6 chia cho 1, 6 chia cho 2 và 6 chia cho 3. Đây là các ước thực của N với giá trị N bằng 6 và không bao gồm giá trị 6 bởi vì chúng ta chỉ chạy đến đến N thôi. Đúng không? Còn bạn nào mà thêm nhóm bằng N là bị sai nhé. Đây này. Đây, nhóm bằng N. Đấy, các bạn thấy không? Nhóm bằng N chúng ta in cả giá trị 6 ra và tí chúng ta cộng tổng thì nó lại bị sai mất. Nên chạy đến nhỏ hơn thôi. Điều lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cộng dồn các giá trị này vào. Thì cần một cái biến tổng trước vòng for đây, let tổng bằng 0 chấm phẩy. Và mỗi lần chúng ta tìm được ước thì chúng ta lại cộng dồn vào bên tổng. Tổng cộng bằng y. Thì cách viết này tương ứng với gì? Tổng bằng tổng cộng y. Đúng không? Rồi, lưu lại nha. Và thoát ra ngoài vòng for các bạn chỉ cần xuất ra cái giá trị tổng thôi. Con số chấm lốc này, vòng tròn này, tổng lưu lại. F5. Các bạn thấy không? Tổng bằng 6. Như vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra xem là cái giá trị tổng này. Nếu như cái giá trị này. Mà bằng chính N. Thì có phải nó số hoàn hảo không? Kiểm tra nhé. Rồi nếu này. Nếu mà tổng. Mà thực sự bằng. N. Thì kết luận. Là gì? còn số. Chấm lốc. Vào tròn. Dấu phẩy ngay dưới phím SC này. À, dùng đô la này. Để chuyển biến này. Hoặc nhọn. N nào đấy đúng không? Cái ra là số hoàn hảo. Rồi còn không thì không phải đúng không? L Bỏ nhọn này, enter xuống N không phải Không Phải Hoàn hảo Đấy nhá 6 là số hoàn hảo đúng không? Đơn giản thôi là vì Tổng các ước thực của 6 Thì bằng 96 Cho nên in ra là Là số hoàn hảo Ví dụ thay bằng 7 này thì lúc này tổng các ước thực của 7 chỉ có một giá trị duy nhất thôi là một đúng không? mà vì nó là một cho nên tổng cũng bằng một mình sẽ nốt lại đây nha đây này hai chấm này tổng bằng đi để các bạn đỡ nhìn cái lẫn tổng đấy tổng bằng một thì một không bằng 7. cho nên nó không phải số hoàn hảo được chưa? rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái bài toán này cho bài toán rộng hơn là kiểm tra số hoàn hảo trong phạm vi từ 1 cho đến một nghìn Chúng ta sẽ tạm bình luận lại toàn bộ đoạn cốt này. Cùng sược sao này. Bên dưới sẽ là thao sược. Bây giờ thay vì kiểm tra từng số riêng lẻ với n bằng 7 ở đây hoặc bằng 6 ở đây. Chúng ta sẽ cho n chạy từ 1 cho đến 1.000. Tìm số hoàn hảo. Từ 1 cho đến 1.000. for này. Let. cho n chạy từ 1 cho đến n nhỏ hơn nó bằng nghìn Mỗi lần lặp thì tăng biến n lên 1. Và ứng với từng giá trị n này, chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái giá trị n đó có phải là hoàn hảo hay không. Thì cách kiểm tra một cái giá trị có phải là hoàn hảo chúng ta vừa làm xong rồi, đúng không? Thì đầu tiên là gì? Hai có tổng này. Sau đó thì copy cái bằng for này. Đây. Đúng đây. Đoạn này sẽ là gì? Kiểm tra xem tổng ước thực bằng bao nhiêu tính tổng ước thực đúng không rồi bỏ này đi không cần cái này cũng thế để xem thôi lưu lại tóm lại cái đoạn này này ứng với giá trị n bằng một bằng hai bằng ba vân vân nó chạy từng bước một đúng không thì chúng ta kiểm tra thêm cái tổng ước thực của cái giá trị n đó bằng bao nhiêu sau khi kiểm tra xong rồi tính tổng rồi chúng ta phải so sánh đúng không so sánh xem cái tổng ước thực có bằng n không bằng n hay không nếu bằng thì kết luận nó là là số hoàn hảo đúng không nếu này nếu tổng mà bằng n thì kết luận đó là số hoàn hảo và chúng ta sẽ in ra đúng không con số chấm đốc in ra cái giá trị, giá trị đó xem in n ra đấy rồi này đây này đây là kết quả 6 28 và 496 chính là ba giá trị số hoàn hảo mà chúng ta cần tìm tại sao nó tìm được đơn giản là n chạy từ 1 đến 1.000 đúng không và với từng giá trị n thì nó sẽ kiểm tra thêm là cái ước thực của giá trị đó là bao nhiêu với tính tổng ước thực sau khi tính tổng ước thực rồi sẽ kiểm tra thêm cái giá trị tổng đó có bằng n hay không nếu bằng thì in ra giá trị n các bạn có thể đi bước để xem đi từ dòng 31 31 này còn tích hết cũng được rồi đến dòng cuối cùng là dòng 41 kích một con dẹp này run and debug web app chrome sửa post thành 5500 lưu lại tắt đi chạy này add n để xem nhá mỗi n này ăn quát vào đây n nhỏ hơn bằng nghìn ăn quát này xem biến tổng xem biến y xem điều kiện y nhỏ n đúng hay sai n phần trăm y bằng không rồi biểu thức này nữa phải này bắt quát từng này giá trị chúng ta theo dõi nhá Đây này khởi tạo n bằng một n bằng một kiểm tra điều kiện n nhón bằng một nghìn đúng vì đúng cho nên nó vào thực hiện khối lệnh của pho. Bắt đầu dòng 32 cho đến dòng 42. Đây là vòng pho bên ngoài nhé. Rồi nách này. Khởi tạo tổng bằng 0. Con nhìn tổng này. Nách. Tổng bằng 0. Thấy chưa? Tiếp theo đến vòng pho con. Vòng này sẽ kiểm tra xem. Cái giá trị tổng các ước thực của chính nó là bằng bao nhiêu. Đúng chưa? Khởi tạo y bằng 1. Y bằng 1 này. Y bằng 1 kiểm tra điều kiện. 1 nhón bằng n. N cũng đang bằng 1. 1 nhón bằng 1. 4 sai cho nên nó sẽ không thực hiện một dòng lệnh nào ở trong vòng for con này mà sẽ thoát luôn con nhìn nhá đây này, đấy nhảy thẳng đến dòng 40 tổng năng bằng không n bằng một kiểm tra xem tổng có bằng n hay không không bằng đúng không giá trị của cái đoạn này trả về phô phô cho nên là không thực hiện khối lệnh của if con nhìn lên này đấy nó kết thúc vòng for đầu tiên với giá trị n bằng Tiếp tục chúng ta đến giá trị n bằng 2. n đang bằng 1. Nhảy bước lập này, n cộng cộng sẽ bằng 2. Con nhìn n nhá. Đấy. Đấy. n lên -2. 2 kiểm tra điều kiện. N 2 có nhỏ hơn bằng 1000. Kết quả chu. Đúng thì lại tiếp tục thực hiện khối lệnh của for. Đấy tiếp này. Rồi lại gắn tổng bằng 0, đúng không? Rồi lại tìm ước thực sự của 2. Đây này. Đấy, tìm ước của 2 này. Đó, tìm được ước đầu tiên rồi đúng không? Bởi vì là 2 thì chia cho 1. Cho nên là chu này, đấy, vì 2 chia cho 1. Cho nên là nó thực hiện cái giá trị là gắn tổng cộng bằng y. Tổng đang bằng 0 này, y bằng 1 này. Sau bước này thì tổng sẽ nhận giá trị là 1, nhìn tổng nhá. Đấy, tổng 1, đúng không? Y đang bằng 1, y cộng cộng tức là y lên 2. Y này, nhìn y này. Các bạn phải hiểu kỹ vòng for ấy thì chúng ta đi chúng ta mới hiểu. Đấy này y lên 2 đúng không? 2 thì không còn nhỏ hơn đâu. Nhỏ hơn 2 nữa, đây này. N bằng 2. 2 nhỏ hơn 2. Trả về phô. Phô thì tức là không thực hiện cái này nữa. Và nhảy thẳng đến dòng 40. Đấy chưa? Đấy. Lại kiểm tra xem tổng có bằng n hay không. Đúng không? Tổng bằng 1. N thì lại bằng 2. Không bằng nhau, đúng không? Nó sẽ không in ra giá trị n này. Chưa? Đấy. Lại quay lại thực hiện là bằng 3. Tương tự nhé. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ chạm đến n bằng 6 để xem lại. Tái trị n bằng 6. N bằng 4 thôi này. Nếp này cho nhanh nhé. Nó sẽ bỏ qua từng cái tái trị kiểu uh, thức ở đây này. Rồi. Đến đây rồi. Đi từng bước 1 này. Đây. N đang bằng 5 này. N cộng cộng sẽ bằng 6. Đấy này. Dùng F11 nhé. N bằng 6 này. Thì điều kiện thỏa mãn vẫn nhỏ hơn bằng 1000. Đúng cho nên lại thực hiện khối lệnh. Đúng chưa? Đấy này. Tổng bằng 0. Đấy. Tổng bằng 0 này. Tiếp theo vòng for con để kiểm tra tổng các ước thực. Y phải tạo bằng 1. Đấy này. Y bằng 1. Kiểm tra điều kiện 1 có nhỏ hơn 6. Cho nên Thực hiện khối lạnh Lên này. Rồi. N phần trăm Y tức là 6. Chia cho 1. Có bằng 0 hay không? Có. Cho nên trả về giá trị chu. Đúng thì lại. gắn tổng. Đúng không? Tổng bằng 0. Y bằng 1. 0 cộng 1. Thì cuối cùng chúng ta ra. Tổng bằng 1. Nhìn nhá. Tổng bằng 0 này. Sau bước này tổng sẽ là 1. Lên. Đây. Đây. Sau bước này. Đấy. Lên 1. Đúng không? Tiếp tục. Y lại tăng lên giá trị 1 nữa y đang bằng 1, tăng lên 1 sẽ là 2. Đấy. y tăng lên 2 này. Kiểm tra điều kiện. 2 vẫn nhỏ hơn n. Đang bằng 6 mà, đúng không? Đúng, lại thực hiện khối lệnh. Kiểm tra thêm 2 có phải ước của 6 hay không. Đấy này. Thì 6 vẫn chia cho 2, cho nên là n phần trăm y bằng 0, trả về giá trị chu đúng không? Đấy, vì nó chu cho nên là lại tính tổng. Tổng bằng tổng cộng y. Tổng đang bằng mấy đây? 1 nhá. y bằng 2. Sau bước này thì tổng sẽ nhận giá trị là 3 bởi vì 1 cộng 2 bằng 3. Đây này, đây, bằng 3. Đúng không? Y đang bằng 2 tăng lên 1 thì y sẽ nhận giá trị là 3. Đây này. Y bằng 3. Y bằng 3 kiểm tra điều kiện vẫn nhỏ hơn 6, vẫn thỏa mãn, vẫn đúng. Đúng cho nên lại thực hiện cú lệnh lại kiểm tra xem 3 có phải ước của 6 hay không. Chưa? Đây này. Đấy. 6 thì vẫn chia cho 3. N phần trăm y vẫn bằng 0 vẫn đúng cho nên lại tính tổng tiếp đây này tổng bằng tổng cộng y tổng bằng 3 y bằng 3 3 cộng với 3 sẽ bằng 6 sau bước này thì tổng sẽ bằng 6 đây này tổng là 6 đúng chưa rồi y đang bằng 3 tăng lên 1 Đó là 4 đây này 4 thì có nhỏ hơn 6 không có đúng không y nhỏ n đây bằng chu đúng cho nên nó lại kiểm tra tiếp xem là cái thằng N phần trăm Y này có bằng 0 không không này Các bạn thấy không N phần trăm Y 6 không chia cho 4 Cho nên giá trị của cái biểu thức này trả về Phô Phô thì nó sẽ không thực hiện Cái bước này Và không tí tổng nữa Đúng không Đấy Sau bước này thì tổng nó vẫn cứ bằng Bằng 6 thôi Tiếp theo này Y đang bằng 4 Tăng lên 1 sẽ là 5 Đấy này 5 vẫn nhỏ hơn 6 Vẫn thỏa mãn Lại quay trở lại Thực hiện khu lệnh của for con Để kiểm tra xem 5 có phải là ước của 6 hay không cách này giá trị trả về là phô tức là 5 không phải ước của 6 hay nói cách khác là 6 không chia hết cho 5 đúng không trả về phô phô thì lại không thực hiện bước này đây tiếp này y đang bằng 5 tăng lên 1 sẽ là 6 y bằng 6 này 6 không còn nhỏ hơn 6 nữa đây y nhỏ lên n trả về phô vì trả về phô cho nên sẽ thoát vòng for này và nhảy xuống dòng 40 đây này, đấy. Lần này kiểm tra xem tổng có bằng n không? Tổng nó bằng 6, n bằng 6 thì rõ ràng bằng nhau, đúng không? Vì nó bằng nhau cho nên nó thực hiện khối lệnh của if và nhảy vào dòng 41, in ra dòng chữ là 6, in giá trị của n. Vào view này. Rồi, bật cửa sổ debug nhá. Đây này. Đây. Thực hiện khối lệnh của if này. Đấy. Và in giá trị 6 ra, đúng không? Nó sẽ cứ như vậy kiểm tra lần lượt với giá trị 7, 8, 9 vân vân và chạm đến ngưỡng N bằng 1000. Giá trị nào thỏa mãn cái giá trị là tổng bằng N thì sẽ in ra và kết quả chúng ta được ba cái giá trị như vừa nãy các bạn xem. Như các bạn thấy chúng ta đã hoàn thành trong bài tập 20 và chỉ có vài dòng code thôi, nhưng mà để đi bức và hiểu chi tiết cặn kẽ từng dòng một thì cũng khá là vất vả. Đối với những bạn mới thì hy vọng qua cái phần giải thích chi tiết như này thì các bạn sẽ nắm được kiến thức và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ clip này cho bạn bè và người thân cùng học nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.